Chào mừng quý vị đã quay trở lại hành trình tìm hiểu lịch sử Trung Quốc. Quý vị thân mến, Gia Cát Lượng là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Ông là một quân sư kiệt xuất, giỏi bày binh bố trận, khiến người đời thán phục. Tuy nhiên, dù là một người mưu lược hơn người, nhưng sinh thời Gia Cát Lượng vẫn khiếp sợ trước ba người phụ nữ sau đây. Đây chính là ba nữ tướng hiếm hoi xuất hiện trong thời đại Tam Quốc, ai cũng có máu mặt khiến người đời kính nể, võ công cao cường, không hề thua kém các nam tướng. Để biết được đó là nữ tướng nào, quý vị hãy cùng Ngọc Ánh tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Nhiều người cho rằng Tam Quốc Diễn Nghĩa là thiên hạ của đàn ông, là thời kỳ của những cuộc chém giết lẫn nhau giữa những võ tướng thể hiện sức mạnh để khẳng định cái tôi và địa vị. Vậy Tam Quốc Diễn Nghĩa có nữ mãnh tướng nào không? Võ công của họ như thế nào? Thứ nhất, Tôn Thượng Hương, vợ của Lưu Bị. Tôn Thượng Hương là em gái của Tôn Quyền, xuất thân trong dòng tộc danh giá. Thân là con gái, nhưng Tôn Thượng Hương không hề thích thú với thêu thùa may vá mà lại đam mê võ công và đao kiếm. Được biết, Tôn Thượng Hương còn huấn luyện hầu nữ thân cận bên cạnh thành binh sĩ. Đương nhiên, bản thân bà cũng phải mang tư chất của một võ tướng nên mới có thể làm được điều như vậy. Ngay cả trong ngày thành thân với Lưu Bị, bà cũng không hề tém lại khí thế đầy mạnh mẽ của mình. Nguyên văn, Tôn Phu Nhân kết thân với Huyền Đức Lưu Bị. Tối đến, khi khách tan, dãy hành lang được thắp sáng bởi hai hàng đuốc đỏ. Bà và Huyền Đức cùng vào phòng tân hôn. Dưới ánh đèn, đao kiếm được bày biện khắp chúng, người hầu cầm kiếm đứng chỉnh tề hai bên. Ngoài sở trường múa kiếm cầm thường, Tôn Thượng Hương còn rất thông minh, sở hữu mọi đặc điểm của một vị tướng thực thụ. Lưu Bị muốn trở về Hình Châu, nhưng Tôn Quyền không cho. Thế là dưới sự giúp đỡ của Tôn Thượng Hương, Lưu Bị đã trốn thoát và lên đường thành công. Tuy nhiên, Lưu Bị lại bị quân Ngô tập kích giữa đường, nhưng may mắn có Tôn Thượng Hương ứng cứu nên mới bảo toàn tính mạng. Từ tất cả những biểu hiện trên, Tôn Thượng Hương xứng đáng được tôn vinh là nữ tướng tài giỏi, chỉ là võ công của bà không lợi hại bằng con gái của Quan Vũ. Thứ hai, Trúc Dung Phu Nhân. Trúc Dung Phu Nhân là vợ của Mạnh Hoạch. Theo Tam Quốc Diễn Nghĩa, nhân vật Mạnh Hoạch được gọi là Man Vương, đứng đầu các bộ lạc Nam An và thường xuyên giở trò quấy nhiễu khắp nơi. Gia Cát Lượng đã đích thân dẫn quân đến thu phục Mạnh Hoạch. Cũng theo Tam Quốc Diễn Nghĩa thì Gia Cát Lượng đã 7 lần bắt được Mạnh Hoạch và tha với mục đích thu phục nhân tâm các bộ lạc khu vực này. Mạnh Hoạch sau đó thề trung thành với Thục Hán. Nghe nói Trúc Dung Phu Nhân là hậu thế của tộc Hỏa Thần Trúc Dung. Bà có võ công cao cường, hữu dũng hữu mưu, giỏi sử dụng phi đao, bách phát bách trúng, vô cùng lợi hại. Trong trận chiến với Trường Ngực, Trúc Dung Phu Nhân đã sử dụng kế giả vờ thất bại để dẫn dụ sự truy kích của địch. Cuối cùng, bà đã thành công chiến thắng Trương Ngực. Sau đó, tướng Thục Mã Trung nghe tin Trương Ngực bị đại trận nên mang quân đến đánh Trúc Dung Phu Nhân, nhưng cuối cùng lại bị bà dùng kế chinh phục hoàn toàn. Sau khi tháo chạy trở về, hai vị tướng đã kể lại sự tình thất bại trước một người phụ nữ cho Gia Cát Lượng nghe. Vị thần tướng đa tài chỉ biết ngẩn người không thể tin được. Vì biết được Trúc Dung Phu Nhân giỏi trong việc dùng mưu kế, nên Gia Cát Lượng đã không cho Triệu Vân hay Ngụy Diên tiến công thu phục Mạnh Hoạch. Đối với người phụ nữ, ông chỉ có thể dùng kế trị kế. Quý vị thân mến, có thể thấy dù Trúc Dung Phu Nhân không thể so bì với các nam tướng về mặt sức mạnh, thậm chí cũng không lợi hại bằng Tôn Thượng Hương, nhưng kinh nghiệm thực chiến, đầu óc mưu lược của bà cũng đủ khiến các vị danh tướng hùng mạnh lo sợ. Và ngoài hai nữ tướng kể trên, trong thời đại này còn có một nữ tướng kiệt xuất được thừa hưởng rất nhiều tài năng từ cha, đúng với câu nói hổ phụ sinh hổ tử. Quý vị có đoán ra đó là nữ tướng nào không ạ? Hãy cùng Ngọc Ánh tìm hiểu ngay sau đây nhé. Thứ ba, con gái của Quan Vũ. Nếu là một fan của Tam Quốc Diễn Nghĩa, chúng ta không lạ gì những cái tên như Quan Bình, Quan Hưng hay Quan Sách, ba con trai của danh tướng Quan Vũ. Nhưng Võ Thánh vẫn còn một người con gái, cũng là con út. Ái nữ họ Quan chỉ được La Quán Trung nhắc đến thoáng qua trong danh tác của mình, nhưng nàng trong lịch sử không phải là một nhân vật tầm thường. Quan Vũ, tự Vân Trường, danh tướng cuối Đông Hán thời Tam Quốc, có lẽ là một trong những nhân vật có thật trong lịch sử, được thêu dệt và thần thánh hóa nhiều nhất trong văn học, thơ ca, kịch nghệ và các câu chuyện dân gian. Quan Vũ có bao nhiêu người con? Ngay cả việc Quan Vũ có chính xác bao nhiêu người con cũng là chủ đề gây tranh cãi cả ngàn năm qua.
Theo tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung thì Vũ có 4 người con, 3 con ruột, 2 trai 1 gái và 1 con nuôi. Hai con trai ruột là Quan Hưng và Quan Sách, còn con trai nuôi là Quan Bình. Tuy nhiên, trong những ghi chép lịch sử đáng tin cậy nhất thì trưởng nam Quan Bình là con ruột của Vũ, không hề có chuyện nhận nuôi quả tích năm ải chém 6 tướng, cũng là thứ hư cấu nốt của tác giả họ Là. Quan Sách, con trai út của Vũ, không hề tồn tại. Quan Hưng là con thứ của Vũ, theo nghiệp Quan Văn. Cuối cùng là cô con gái có tên Quan Phụng. Quan Bình bị Đông Ngô hành quyết cùng cha. Quan Vũ sau khi hai người bị bắt sống tại Lâm Thư trên đường rút chạy về Ích Châu vào tháng Chạp năm 219. Quan Hưng, theo ghi chép trong chính sử, cũng ốm bệnh mà mất không lâu sau cái chết của cha và anh. Riêng con gái duy nhất cũng là con út của Quan Vũ thì không có quá nhiều tư liệu lịch sử. Quan Phụng còn được biết tới với cái tên Quan Ngân Bình, thậm chí không được mô tả một cách rõ ràng trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa, cũng như pho sử số 1 về thời đại này, Tam Quốc Chí, ngoài chi tiết cha nàng Quan Vũ từ chối lời cầu hôn từ Đông Hồ. Ái nữ họ Quan xuất hiện như thế nào? Năm Kiến An thứ 24-219, tháng 7, Lưu Huyền Đức xưng vương rồi, viết một đạo biểu, sai người mang đến Hứa Đô, dâng Hán Hiến Đế. Trong biểu kế rõ tình hình thực và tình nguyện hết sức đánh giặc Tào để giúp nhà Hán. Tào Tháo ở Nghiệp Quận được tin ấy giận lắm, lập tức truyền lệnh khởi hết quân trong nước sang Hai Xuyên để quyết sống mái với Hán Trung Vực. Khi đó, Từ Mã Ý dâng kế rằng Tôn Quyền ở Giang Đông gả em cho Lưu Bị rồi lại thừa cơ bắt em về. Lưu Bị thì chiếm giữ Kinh Châu, không trả Đông Ngô. Bởi thế, hai bên vẫn thù oán nhau. Nay ta nên sai người đến dụ Tôn Quyền, xui hắn cất quân sang đánh Kinh Châu. Lưu Bị tất phải mang quân ở Hai Xuyên đến cứu. Bây giờ ta sẽ dẫn quân đến lấy Hán Trung. Lưu Bị đầu đuôi không cứu được nhau, tất nhiên phải nguy khốn. Tháo ưng lắm, viết ngay thư, sai Mãn Sùng đi gấp sang Đông Ngô, ra mắt Tôn Quyền. Sùng dâng trình thư Tháo. Tôn Quyền xem xong, đặt tiệc khoản đãi Mãn Sùng tử tế, rồi hội các mưu sĩ lại bàn. Gia Cát Cẩn nói, tôi nghe văn trường có người con gái còn nhỏ chưa gả cho ai, tôi xin sang cầu hôn cho thế tử chúa công. Nếu văn trường chịu gả, thì nên hiệp lực với văn trường mà đánh Tào Tháo. Nhược bằng không nghe, ta sẽ giúp Tào Tháo để đổ Kinh Châu. Quyền dùng kế ấy cho Mãn Sủng về Hứa Đô, rồi sai Gia Cát Cẩn làm sứ sang Kinh Châu. Cẩn vào thành ra mắt văn trường, thưa chuyện. Tôi đến đây có ý muốn kết hiếu hai nhà. Chúa công tôi có một con trai thông minh lắm. Nghe tướng quân có cô con gái nên đến cầu hôn để hai nhà kết hiếu với nhau, hiệp lực lại đánh Tào Tháo. Đó là một việc rất hay, xin tướng quân xét cho. Vân Trường nổi giận lên mắng rằng, con gái ta ví như loài hổ, lại thêm gà cho loài con chó à? Nếu ta không nể mặt Khổng Minh thì đầu ngươi phải rơi tại nơi này rồi, chớ có nói lôi thôi. Nói đoạn, sai Tả Hữu đuổi Cẩn ra. Cẩn ôm đầu lủi thủi về ra mắt Ngô Hầu, không dám giấu xiếm câu gì, cứ thưa chuyện thật như thế. Tôn Quyền tức đầy ruột, liên hội các văn võ, bàn định kế sách đánh lấy Kinh Châu. Trên đây là trích lược từ hồi 73 Tam Quốc Diễn Nghĩa, với những chi tiết hiếm hoi nhắc đến cô con gái út của Quan Vũ. Trừ một vài ý thêu dệt, kế của Tư Mã Ý, người sang Kinh Châu cầu hôn là Gia Cát Cẩn. Về cơ bản là Quán Trung đã dựa trên sự kiện có thật, bao gồm cả câu mắng của Quan Vũ với sứ giả Đông Ngô, thứ làm rạn nứt hoàn toàn mối quan hệ liên minh Tôn Lưu, dẫn tới việc mất Kinh Châu và gặp họa diệt thân sau này. Hổ nữ Quan Phụng. Con trưởng Quan Bình không có tài nghệ và dũng lược như cha. Con thứ Quan Hưng vốn đau yếu từ nhỏ, lại theo nghiệp Quan Văn, nên người con mà Quan Vũ yêu nhất chính là Quan Phụng. Cũng không hề ngẫu nhiên khi Quan Vũ gọi ái nữ của mình là hổ nữ, vì không chỉ có dung mạo xinh đẹp, Quan Phụng còn thừa hưởng phần lớn uy phong của cha mình, cưỡi ngựa đánh võ, dùng thương đao, món gì cũng giỏi cả. Trong Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện có một đoạn chép đến Quan Phụng rằng nàng được thừa tướng Thục Hán vô cùng tin yêu, coi như con nuôi, hết lòng truyền dạy binh pháp, từng đem theo phò trợ trong cuộc thảo mạt Nam An, chiến dịch Nam Trung hay còn gọi là Gia Cát Nam Trinh, nổi tiếng với điển tích Thất Cầm Mạch Hoạch, là đỉnh cao trong binh nghiệp của Khổng Minh, dập tắt những mầm mống phản loạn gây hại đến nhà Thục Hán, là bước quan trọng cho các chiến dịch Bắc Phạt sau này. Chiến dịch Nam Trung của Gia Cát Lượng
khởi phát vào đầu năm 225 và kết thúc với thắng lợi toàn diện vào mùa thu năm đó. Trong Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện, khi Quan Phụng theo Khổng Minh thì nàng khoảng 18-19 tuổi. Suy ngược lại thời điểm Quan Vũ từ chối lời cầu hôn và mắng đuổi sứ giả Đông Ngô tầm tháng 7 năm 219 thì Quan Phụng lúc ấy khoảng 13 tuổi. Độ tuổi theo lễ giáo thời phong kiến là hoàn toàn phù hợp cho việc ước định hôn sự. Trong thắng lợi đầu tiên của chiến dịch Nam Trung đánh tan quân Cao Định ở Hán Nguyên, mở toang đường tiến tới Ích Châu, Quan Phụng chính là một trong những tướng tiên phong của đại quân thuộc Hán, có những đóng góp giá trị. Kết thúc chiến dịch Nam Trung, Gia Cát Lượng đã thay mặt gia tộc họ Quan ước định hôn sự cho Quan Phụng với con trai trưởng của Lý Khôi. Lý Khôi cũng là một danh tướng hàng đầu của thuộc Hán. Vào thời điểm nổ ra chiến dịch Nam Trung, Khôi là đô đốc, thứ sử Giao Châu, được Gia Cát Lượng giao trọng trách đánh dẹp Mạn Đông. Lượng tiến đánh Mạn Tây, thắng liên tiếp nhiều trận trước khi hợp quân với Gia Cát Lượng thẳng tiến Ích Châu, thu phục Mạnh Hoạch. Con trai trưởng của Lý Khôi, tức Lý Dĩ, theo cha lập nhiều chiến công trong việc dẹp yên nạn Ma Di. Khôi từng được phong Hán Đình Hầu, gia an Hán tướng quân. Năm 231, Khôi qua đời, Dĩ kế tự mọi tước hầu của cha. Sau khi Lý Dĩ và Quan Phụng thành thân, sử không chép thêm về cuộc đời của hai nhân vật này nữa. Thưa quý vị, ba nữ tướng kể trên không chỉ có tài năng xinh đẹp mà còn có sở hữu võ công khiến các anh hùng trong thiên hạ phải kính nể vài phần. Quý vị yêu thích võ tướng nào hãy để lại bình luận nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.